Chuyện học hành của các con vốn là một chủ đề nóng được hàng xóm bàn ra tán vào, so sánh con tôi con anh để thể hiện cách nuôi dạy của mỗi người. Tuy nhiên, cái gì cũng có giới hạn, chứ như câu chuyện của hai nhà hàng xóm dưới đây thì đúng là tình làng nghĩa xóm cũng toang. Mới đây, trên mạng xã hội đã xuất hiện một câu chuyện cười ra nước mắt với màn so tài của hai ông bố khi đem điểm của con ra so sánh. Cụ thể, câu chuyện được chia sẻ như sau, thi được bao nhiêu điểm? Lúc nào cũng vậy, con cái luôn là niềm tin, niềm tự hào. Và chính vì lẽ đó cho nên, sáng đầu tiên sau khi biết điểm thi đại học, con nhà bác được bao nhiêu điểm? Con tôi 15. Đầu tư học hành thế mà được có 15 thôi à? Con nhà này học ở trường thôi, đã 16 rồi. Nhà thế nào mà học mãi không nên? Ông bảo nhà ai thế cơ? Bên dưới bài đăng là kèm hình ảnh của hai ông bố. Có lẽ đang trong giây phút nóng giận nhất, người thì vác cây gậy gỗ to đùng, người kia hùng hổ lao vào trước sự chứng kiến đông đảo của bà con lối xóm. Thật may khi có vợ ra can kịp, không thì không biết tình cảm hàng xóm đi về tận đâu. Ngay sau khi câu chuyện được chia sẻ, đã nhận về rất nhiều sự quan tâm của mọi người. Đa số đều bất lực trước sự nóng nảy của cả hai ông bố trong câu chuyện trên. Có một số thì cảm thông vì việc lấy điểm của con ra so sánh như vậy thật là rất nhạy cảm, khiến cả hai ông bố không kiềm chế được là điều không quá khó hiểu. Còn bạn nghĩ sao về tình huống này? Hãy cùng chia sẻ nhé!